142 giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có địa chỉ tại số 3 xã Mường Hum, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã may mắn thoát nạn khi cả quả đồi đổ ụp xuống nhà bán trú. Theo thông tin ban đầu, lực lượng cứu hộ đã thành công tiếp cận địa bàn xã Mường Hum, nơi bị cô lập suốt 4 ngày sau khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lũ quét và sạt lở đất. Trong số những người bị ảnh hưởng tại đây, có 142 giáo viên và học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3 xã Mường Hum. Họ đã được cứu trợ lương thực, thực phẩm và những người cần thiết đã được đưa đi cấp cứu. Trước đó vào rạng sáng ngày 9 tháng 9, quả đồi phía sau trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3 xã Mường Hum đã sạt xuống gây đổ sập hoàn toàn dãy nhà bán trú gồm 16 phòng ở. Do nhận thấy nguy cơ sạt lở đồi phía sau trường, trước đó công an xã Mường Hum đã di chuyển 11 giáo viên và 131 học sinh ra khỏi dãy nhà bán trú tới lánh nạn tại trường mầm non và nhà văn hóa thôn Piềng Náo nên bảo toàn được tính mạng. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn đến xã Mường Hum bị sạt lở khiến các cô trò bị cô lập suốt 4 ngày. Hiện lực lượng công an xã Mường Hum và các xã khác phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện phương châm 4 tại chỗ, lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ vận chuyển lương thực tiếp tế hàng ngày cho người dân và giáo viên, học sinh tại các nơi tránh nạn, giúp người dân vượt qua khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, tuyến đường lên xã Mường Hum và các xã khác đã được thông tuyến. Công an tỉnh Lào Cai cũng đã cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men tiếp tế, hỗ trợ bà con nhân dân, các trường học nơi đây. Theo báo cáo từ Ủy ban dân huyện Bát Sát, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến 14 người dân địa phương thiệt mạng, 3 người mất tích và 8 người bị thương. Các nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm. Thưa quý vị, Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ thiên tai từ bão số 3 gây ra. Hiện thời tiết đã tốt hơn, nước lũ đã rút, song bùn đất và rác thải thì vẫn còn ngổn ngang ở trên các tuyến phố, công sở và trong nhà dân. Do vậy, lực lượng quân đội, công an, thanh niên và người dân đang tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đại lộ Nguyễn Thái Học khu vực thuộc phường Hồng Hà là một trong những tuyến đường bị ngập nặng nề nhất của thành phố Yên Bái. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 mang theo nhiều cuốc, xẻng đã có mặt để giúp người dân nạo vét bùn đất và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Do nước dâng cao, lượng bùn đất lớn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Song mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 đều rất nỗ lực, quyết tâm cùng người dân khắc phục tối đa hậu quả do mưa lũ gây ra. Đối với tôi là một người cán bộ của Trung đoàn 174, rất là vinh hạnh và tự hào đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình cũng như là để chung tay góp sức để phòng chống và giúp bà con vượt qua cơn bão Iagi số 3 này. Hiện nay này chúng tôi thì Trung đoàn 74 chúng tôi thì thực hiện rất nhiều các cái nhiệm vụ trên các hướng. Thì hiện nay chúng tôi nhân tổng là gần 1.000 cán bộ chiến sĩ đang thực hiện các nhiệm vụ từ Phú Thọ đến Yên Bái. Nhưng hiện nay ở khu vực thành phố Yên Bái này tôi là gần 400 cán bộ chiến sĩ là nay thực hiện nhiệm vụ ở đây và thực hiện ở khu vực Thác Bà cũng là hơn 300 cán bộ chiến sĩ, cũng là quân số cũng là tương đối là đông nhưng mà cũng rải rác khắp nơi để phục vụ giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau hoàn lưu cơn bão số 3. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Sơn La, gia đình binh nhất Hà Văn Sung, Trung đoàn 174 cũng bị sạt lở đất và nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại. Nhưng trên hết vì nhiệm vụ được giao, binh nhất Hà Văn Sung đã gác lại nỗi niềm riêng để cùng đồng đội giúp người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ. Được chung tay góp sức bà con đồng bào Yên Bái là niềm vinh hạnh của người chiến sĩ Trung đoàn 174 chúng tôi. Hôm nay, khi nước rút cùng với lực lượng chức năng, các hộ gia đình đã tích cực dọn dẹp vệ sinh, lau rửa đồ đạc. Với tinh thần tương thân, tương ái, nhiều hộ gia đình đã cùng giúp nhau khắc phục hậu quả. Nhà mình là nhà bên kia, nhưng mà ngày hôm qua nhà mình đã có máy, rất nhiều người đến trợ giúp và mình đã rửa xong sơ qua ngày hôm qua rồi. Hôm nay là mình sáng cũng đi mượn máy và hôm nay mình thấy bà chị có mỗi mình, nhà chị có mỗi mình. Thế sang hộ chị xịt
Xin cảm ơn tất cả các mọi người, các chú công an, bộ đội, rồi những người tài trợ cứu hộ đủ các người. Nói chung là cả nước rất là nhiệt tình đến giúp đỡ Yên Bái. Khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 30.835 người, 129 máy xúc, 14 máy ủi, 322 ô tô, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy tập trung hót đất đá sạt lở để đảm bảo thông các tuyến đường và hót đất đá bồi lấp, vệ sinh môi trường. Cấp ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân bị thương vong và đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời hỗ trợ tạm thời cho gia đình có người bị tử vong và bị thương. Tỉnh Yên Bái cũng đã di rời và bố trí chỗ ở tạm cho người dân có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn. Thưa quý vị, do lũ vẫn duy trì ở mức rất cao, thủy triều làm giảm khả năng thoát lũ ra biển, nên ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông hay là vùng ngoài đê ở Hà Nội cùng với 8 tỉnh lân cận có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, sáng ngày 13 tháng 9, thông tin lũ trên thượng lưu các sông miền Bắc đã giảm đáng kể về dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp trên các dòng sông ở Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì dưới báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Với diễn biến lũ như trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình trạng ngập lụt còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ở ven sông, bãi bồi ngoài đê, tại các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Mực nước lũ lên cao, duy trì nhiều ngày cũng có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu ven sông thuộc Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai ở miền Bắc tạnh giáo, thuận lợi cho công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong các vụ sạt lở đất ở các địa phương. Tuy nhiên, vào chiều tối sẽ có thể xuất hiện các cơn mưa dông cục bộ ở một số địa phương, gây mưa lớn trong một thời gian ngắn. Sau quãng thời gian bị ngập lụt, chia cắt do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay một số khu vực ở Hà Nội, nước lũ cơ bản đang rút dần. Và người dân cũng đã bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, vườn bãi để tập trung khắc phục hậu quả. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Xưởng nhà chị Nguyễn Thị Thanh Trà rộng hàng trăm mét vuông với hàng chục máy móc thiết bị. Tuy nhiên giờ đây chỉ còn là đống sắt vụn bị hư hỏng toàn bộ, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Gia đình chị chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, khắc phục nhanh để ổn định cuộc sống. Thì từ tối hôm qua là sau khi là nước đã bắt đầu rút, thì tất cả anh em ở công xưởng cũng đã lên kế hoạch là sáng nay là bắt đầu đã tập trung để mình khắc phục hết, nhưng mà cũng chỉ quét được một số đồ thôi, còn đâu là sẽ vẫn phải mất rất là nhiều công để làm lại những cái lan can, những cái lan can mà mình đã làm xong và bây giờ là sắt là sẽ bị gì hết. Tại một số trường học, nhiều thầy cô có mặt từ rất sớm để làm công tác vệ sinh lớp học, cảnh quan, chuẩn bị đón học sinh trở lại sau những ngày phải nghỉ học. Bắt đầu rút ra thì chúng tôi đã huy động toàn bộ giáo viên cộng với cũng đề nghị phòng giáo dục cho các cô giáo của các trường bạn đến hỗ trợ. Thì hiện tại là tất cả các trường đã có giáo viên đến đây hỗ trợ nhà trường để tổng dọn vệ sinh. Riêng nhà trường là đã là 54 cán bộ giáo viên rồi, cộng với các trường bạn trong huyện nữa thì hiện tại là đang có 5 trường. 5 trường và mỗi trường 5 đến 8 người thì đã đến trường rồi đấy. Thì đã phân công giải rác ra cả sau cả trước để dọn. 5 giờ sáng, gia đình nhà ông Phạm Ngọc Hải đã huy động toàn bộ gia đình tập trung dọn dẹp nhà cửa với tinh thần nước rút đến đâu dọn dẹp đến đấy. Tuy nhiên, do vẫn bị cắt điện, cắt nước nên việc dọn dẹp nhà vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ trước giờ nó đang khô ráo, giờ đột nhiên thế này thì nó nhiều cái là nó bị ảnh hưởng, nhiều cái sinh hoạt rồi là đồ ăn thức đựng, đồ dùng là nó đều bị ảnh hưởng cả. Anh đang nhờ mọi người tất cả để tập trung vào dọn rồi là rửa, nó đang bị chìm với cả vỡ một số đồ đạc các thứ.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng với các lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24 để có thể hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đầu tiên là chúng tôi phải chọn là các cơ quan xí nghiệp, các trường học để tuyên truyền vận động. Thứ nhất là cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các phụ huynh phải tham gia cùng với nhà trường để tổng dọn vệ sinh môi trường, để sớm là đón các cháu về lớp. Và đặc biệt là khu hành chính của ủy ban xã thì phải huy động lực lượng là để sớm tổng dọn vệ sinh môi trường, kê dọn để là tiếp tục là hoàn thiện cũng như giúp nhân dân là hoàn thiện hồ sơ của bộ phận một cửa, giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân kịp thời. Trời Hà Nội hiện nay đã hửng nắng, tuy nhiên nước sông rút chậm nên một số khu vực vẫn bị nhấn chìm bởi nước lũ, công tác khắc phục vẫn chưa thể thực hiện hoàn toàn.